Rồi anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh YouTube La Cà Vlog nha. Thì mình là Tùng đây. Thì hôm nay anh em mình tiếp tục lên núi, hành trình những ngày dài lên núi kiếm coi bonsai anh em ạ. Đang sam anh em. Trước mặt anh em là một bụi sam. Con mọc tốt. Còn bên kia anh em thấy chưa? Biết anh em biết cái trái gì đó không? Trái vui vẻ rừng nữa nè. Đi núi. Ôi trời ơi, trái gì mà cục cục kinh quá. Ôi trời ơi anh em ơi, đã rồi. Đó anh em thấy chưa? Chính bóng gốm vô. Trái này của trái quá, trái vô bò rồi. Ngọt lắm anh em, đây nè. Một chùm lên anh em, mình bẻ chùm lên ăn thôi. Còn đỡ lại chim mấy ăn hết rồi. Đó. Ngon quá anh em. Ngon quá anh em. Nhiều lắm rồi. Đó. Hai chùm mình thôi anh em. Chim nhiều lắm, đỡ chim đây. Đồ. Rồi. Ngọt quá. Quá ngọt không? Thấy chưa anh em, nhiều cái gốm trong đây này, chùm này ngọt lắm anh em. Giờ núi rừng nó sạch sẽ mà nó ngọt nữa anh em, đó thấy chùm nó vô. Đây là chim nó ăn. Ăn một chùm đá anh em mà ăn thơm chùm đó. Đó anh em thấy đài ngay vô. Đây phải chục chùm tiếng anh em, nhiều lắm. Ăn chùm không đá ăn thêm chùm nữa anh em. Ừ, thấy anh em. Anh em đi rừng chỗ anh em mùa này có những loại coi gì về, nhớ bình luận chia sẻ dưới video mình luôn nha. Đó cơ ăn vô vậy, cơ bên có cái sam mọc đá này, bụi này vô vậy chín gúm á đó, ngọt thấy mà. Để mình xem coi sao, anh thử anh em. Ăn thì ăn nhưng mà không quên nhiệm vụ nha anh em. Để kiếm bụi nhánh nhánh này sam con như thế nào. Nó cháy ra nước lên sao. Coi không có góc à, không có góc. Thật được, dễ tiếng quá trời. Chim nó chưa phát hiện xa này mà. Anh nó ăn nó tức bụng rồi, nó không ăn nữa. Đây không có gì hết. Đó, rồi nó là mấy bụi chà là đó anh em à. Mấy bụi chà là lại không có trái. Như mấy video trước mình quay có mấy trái chín mình ăn á. Chùm này thôi cho nó ngọt. Đấy, sụt mấy ngọt. Đây. Này, này. Chùm kia này, chùm kia cũng thật ngọt luôn rồi nha, chùm nó chín hơn á. Chùm trên á. Ngọt của mình mấy. Ngọt quá. Ngon anh em. Ngon. Ngọt. Quá. Rồi anh em, hiện tại đang ở trong bụi này. Thấy một cây hải châu trước mặt. Nhưng mà xấu quá không lấy. Không được đẹp. Đó mấy cái hải châu con mới mọc lên này. Đó anh em thấy chưa? Mọc lên gai này. Gai non đó. Đang leo nó được kiếm coi nha anh em. Thấy chưa? Lên trên dốc cao luôn. Rừng xanh bao la bạc ngàn luôn. Dưới chân anh em là một cây bông trang trái này, đùa trái này chín rụng bây giờ đây này. Trái đen luôn, đỏ xong rất đen luôn này, thấy chưa? Bông trang đó anh em, bông trang núi á. Đây này. Lúc đầu ra đây xong ra trái, trái như đây đỏ bây giờ đen luôn đó, bông á đẹp chưa đó. Tàn xong nữa là trái, trái chín đen. Đó anh em, lên này bên dưới cái bực dốc này, chỗ dương đang ngã này, gặp một lùm sam gươm gốm luôn. Đây này, trái này mà. Từ trên đây xuống này, trái này. Trái này. Đó. Còn trái. Trái nha anh em. Trái khô rồi nè. Xanh còn, nắng quá anh héo. Xuống cho anh em xem cái trái sam. Một bụi sam đó anh em. Đó. Đây này anh em, đó trái đó. Ô, hai coi luôn em. Trái đen luôn. Cái này xấu. Đó nằm sọ trong vòng đá mọc luôn anh em. Mọc mấy thớ hay thiệt. Mình đã xách mấy cây lại nằm chặt đá mà đọc. Đó nhìn cái thớ coi nó mọc anh em. Rồi thớ ngồi đào trống. Nơi trống. Thiệt quá anh em. Khỏi đào anh em. Giật nó ra luôn rồi. Mấy đá này đã chết không, giật cái bứt ra luôn.
sao xanh này đây. Đây là sướng thế. Đó anh em, trên đây là mấy bụi chanh rành này. Bông nữa được tết bây giờ khô này, đó bay đẹp chưa? Khô rồi ngay luôn đó. Chanh rành á. Bông nó nửa đỏ, tết nó nửa đỏ giờ khô hết rồi, nắng khô hết rồi. Bên này cửa bên. Xàm, xàm trái. Nhỏ thôi anh em. Ừ, mình lên. Chỉ cần vậy thôi, cần vậy hơn nữa đâu. Nó đẹp quá đẹp. Bè tán bè gốm nha. Không muốn cong leo lên tới đây này. Nằm ở những cái thớ khó ai ngờ nó mọc ngay đây anh em. Đừng trống lỏng ơi. Mọc cái sam. Sam to người ta lấy hết rồi nha anh em. Sam sam nhỏ nhỏ như thế này kiếm còn không có đấy. Nên họ cũng nó sạch luôn. Nhưng mà phân phân trào mà cứ nó bộ mà chịu cảnh thì dòng sam này chơi rất là đẳng cấp cho nên anh em nào cũng lấy hết. Rồi anh em giờ chơi tiểu cảnh mini đẹp. Này uống thác đổ cũng hay đấy. Đó, giờ uống mấy cây non non. Này nó non non dễ làm nha anh em, đó. Đi đâu đi đó anh em. Bẻ xuống còn được luôn á. Một cây. Còn cây còn lại không lấy anh này. Không lấy. Lấy một cây được thôi anh em. Cây kia nhìn nó không được đẹp. Thôi. Lấy một cây. Đó, chạm không chặt luôn có anh em. Đây, cớ bên có cây sam này anh em. Đó, dưới đào đó có cây sam con này. Mọc lên này, đó đẹp chưa? Mọc những cái thớ. Đó, đá này đó anh em thấy chưa? Trên đó luôn. Còn cá nè anh em. Đó. Đó anh em thấy chưa? Đây, chắc chắn là sam trái luôn nha. Trái đó, trái già đó. Cách dọn gọn gàng lại hết. Giờ thích uống kiểu nào uống mấy cành này là uống đi hết anh em. Rồi hãy theo chân mình thử coi. Lên bên trên chút nữa coi. Kiếm được cái cây gì không? Đây anh em, trước mặt anh em là một cây sam. Đây, trước mặt anh em là một cây sam này. Nó rụng hết lá rồi. Không biết sao nữa, sam con rồi nha anh em. Đó anh em thấy không? Lá nó đây, nó rụng hết rồi. Còn đời này. Lưa thưa mấy cái thôi. Mấy thằng nhỏ nhỏ đó sam con nha anh em. Đẹp chưa? Tự nhiên mọc khô cành luôn á. Đang băng lên núi nha anh em. Đó, lên núi có mấy bụi chanh rành này. À, bông gốm nha. Lên dốc đá. Ghi lại chân thực quá trình đi núi xanh bonsai. Dính gì vậy? Mấy cây rất là mục quá nè. Mấy cây dương này. Mưa bão. Cây này này. Đó. Coi lục kiếm mấy cây sam kỹ kỹ lại. Nằm trong gạch đá. Lá coi rồi phủ hết lên luôn. Thở lấy rồi. Đây, kiếm cây khác thôi. Người ta cũng banh người ta lấy rồi. Còn mấy nhánh nhỏ nhỏ thôi. Vẫn đang tiếp tục banh rừng nha anh em. Trời ơi, trà là chứ. Trà là chứ. Ăn trà là biết anh em ơi. Đó anh em, mình đang banh. Vừa ăn trà là xong rồi. Giờ banh đi kiếm coi thôi. Đó. Banh đá này. Dưới đây là một cây sam. Đó. Coi được rồi. Đó. Bước qua rồi dặm qua rồi bây giờ nhìn lại mới thấy này.
Nhìn thử có trái không anh em? Nhìn phát hiện ở trái nữa. Phát hiện gì nè, phát hiện trái hết lớn đi. Những này coi nó cũng không được đẹp lắm, nó không cần. Giờ nhìn trái. Em thấy chưa? Băng đường nữa. Đây cái có cưa chính này. Đó, có cưa chính anh em thấy chưa? Cảnh đẹp tuyệt vời chưa anh em? Đó, dưới biển bao la. Ghe nhỏ nhỏ đang chạy ra, thúng nha anh em. Đó, thúng đang chạy ra đó. Nhỏ 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 anh em thấy chưa? Đây là đang dạo trên núi kiếm coi. Khung cảnh đẹp chưa anh em? Đang xuống dưới chỗ đều đá khô quá này mà, cao quá này mà. Đi cẩn thận không mà té. Đó, mới xuống tới dưới đó rồi đó anh em. Bụi sam nữa anh em, nhỏ. Đó, gặp bụi sam anh em, nhìn thử coi được không? Đứng cớ bên dọc đá. Cái. Ừ, sam trái đó, còn trái dính luôn, mình đứng lên thấy trái rồi. Giờ đứng dưới đó để anh quay cận cảnh cho anh em, quên cái toàn cảnh cho cái bụi cho anh em xem thôi. Chứ nó là sam trái. Đó, đất cát rất dở đào. Đứng bực dốc luôn. Xu bụi cũng đẹp lắm anh em ơi. Sáu ơi. Rồi sầm trái rồi. Không lái này. Tía nhiều. Đó, dưới đây còn có một bụi nữa nè. Bụi đó là không lái. Xấu á, sầm trái mà không lái. Dạo kiếm thứ coi anh em ơi. Đó, đi men theo cái dốc biển luôn. Đó, lên ngõ ra giữa này. Bình lên dốc rồi. Lên dốc thành đứng rồi. Đi sàm khó đi lắm anh em. Sàm nó mọc. Nó mọc cứ giữa bực dốc không anh em, đó thấy anh em. Đứng rồi máu bước cái lên cái dốc cao gớm vô. Lúc lúc bên đó rồi đó. Bên này có trà là non nó mới ra này anh em. Có coi ra muộn, có coi ra sớm đó. Trà là rồi non nó mới ra nữa. Đây là nhìn thử rồi có cái cây đó, bụi sam rồi đó, nhìn thử rồi có. Có cái cây nào lái được không anh em à? Không có cái nào lái được hết em ơi. Đó, vẫn lên dốc thành đứng nó tìm anh em à. Xuống đây này. Xuống coi nè, này có lên coi cái bụi đó mà không được anh em à. Đang băng lên núi kiếm coi anh em. Coi đào được cái coi gì nữa không? Băng rừng. Quá mệt. Đồ, có coi trời mồi gì á. Trời mồi ra trái nè, trời mồi trái. Nó không lớn lên được kìa. Đó nè, tìm thôi có coi nào không làm video cho anh em xem mà. Có một coi xem trái thôi. Tìm nấy chưa? Xuống đó thử coi có coi gì không? Đang xuống đó lục rồi anh em à. Đây, cớ bên có cái sam nhỏ đẹp không này anh em. Riêng cái sam con. Lá chút xíu.
Đây. Một cây chồi mồi này. Chồi mồi trái đỏ đẹp chưa anh em? Đi rừng mùa này coi trái ra đủ loại hết. Đó. Trái chồi mồi nó chùm đẹp không? Mới coi là chơi bonsai cũng đẹp đó. Trái bằng trái sam luôn. Điều lá nó to thôi, còn trái đẹp quá. Theo chùm đẹp quá. Đó. Quá to. Đang chung dưới đó coi thử ơi. Có coi gì không anh em à? Có gì không anh em ơi? Đó. Chút bắt cô ăn không này? Hả? Bắt cô ăn không? Xíu xíu. Xíu. Biết. Có mặt không biết bắt ra lên cắn miếng mặt anh. Coi nó cắn đâu này. Cắn đâu cắn ăn cái. Rồi, phát hiện một ổ ong anh em à. Ờ, quay không được rồi. Nó xíu ơi. Bên kia có coi hải châu nữa anh em. Hải châu nhánh. Lại quay coi hải châu cho anh em xem. Tối rồi nè, cố gắng tìm rồi có coi nào nữa không, nhưng mà không có anh em. Được một cây sam trái thôi. Đó, anh em thấy coi hải châu chưa? Coi coi rồi nó ra bông không biết. Coi đây còn nhỏ chưa ra bông anh em à. Rồi này, cái thân nó nhỏ dưới đây này. Đó, hải châu nha anh em. Đó. Chưa có bông. Hoặc là nó chưa ra. Không có mặt này. Có khi nó bỏ đi không này. Mấy tháng rồi chứ. Đó anh em. Có ổ ong nó nằm dưới đó mà nhỏ quá. Cũng chưa có mặt này nè. Nên thôi mình xin kết thúc video tại đây luôn nha. Chuyến đi rừng hôm nay cũng gian nan lắm nè. Được gặp một cây sam trái thôi. Gặp mấy cây sam nhỏ nhỏ nữa mà thôi. Ai đào thằng này. Nhỏ quá. Nên thôi anh em mình lên núi giờ rồi. Trời cũng bắt đầu tối rồi. Rồi cảm ơn anh em đã xem cái video đi rừng kiếm cây của anh em mình tới đây nha. Mấy cây như vậy ai lấy anh em. Nhỏ quá. Đây nhỏ quá. Rồi.